Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Kinh Tiền Phan Gia. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến mọi người một cây đàn dán acoustic gắn khuyết đến từ thương hiệu Yamaha mọi người. Rồi thì trên tay em đây là một cây ABX 6SA, 6SA là có một cái màu tobacco sunburst, có thể là mình nói là có thể là một cái màu hoàng hôn rất là đẹp không mọi người ha. Rồi thì hôm nay là do vấn đề là do em bán đắt quá đó mọi người. Em bán đắt quá nên em sẽ thanh lý cái cây này với một cái giá rất là mềm cho mọi người về mọi người chơi ha. Rồi thì chúng ta sẽ có là một cây Yamaha acoustic dòng ABX, nó thuộc model là 6SA ha mọi người ha. Thì cây đàn này á thì nó đã được Yamaha sản xuất tại Cao Hùng, nhà máy Cao Hùng Đài Loan. Thì chất lượng thi công thì mọi người yên tâm nha, tại vì gia công ở Trung Quốc hay là gia công tại Đài Loan hay là gia công Nhật thì chăng nữa thì cuối cùng nó cũng sẽ đạt tiêu chuẩn để mà bán tại thị trường Nhật ha, thì mọi người cứ yên tâm đó. Yên tâm về cái gọi là cái chất lượng gia công của cái tiêu chí Yamaha đề ra thì nó sẽ giữ như vậy ha. Rồi còn cái thị trường nó sản xuất á thì là những cái thị trường mà giúp cho chúng ta tiếp cận được với cái đàn của họ dễ dàng hơn. Rồi và sau đây thì em xin gửi đến mọi người cây đàn này, mình đi về chi tiết ha. Đó, ngựa đó, vẫn còn đẹp ha, vẫn còn rất là đẹp. Rồi đây là một cái đàn cũ, thì mọi người cũng thông cảm có những vết chạy xước nhỏ nhỏ, bỏ qua cho mình shop anh em nha. Rồi chúng ta sẽ có một mặt tớp, mặt sau rất là liền lạc ha. Tuy nhiên thì cái phần sơn này nó hơi bị mờ, nó có vân mây mây đó, nhưng mà không sao quý cô chú anh chị ơi, mình giá nó cũng rất là mềm ha. Xíu em sẽ công bố giá cho mọi người. Rồi cái đàn này cần đàn đẹp nè, bộ khóa là bộ khóa vàng nha, nhưng mà tuy nhiên thì nó hơi bị phai mờ theo năm tháng rồi. Rồi logo trên đầu cần đó, thuộc dòng là Electric Acoustic Yamaha. Rồi phím gỗ phím sắt thì vẫn còn nguyên bản luôn, chưa có mòn. EQ là một cái EQ của Yamaha luôn, EQ Zin của Yamaha luôn ha quý cô chú anh chị. Rồi âm thanh cái này rất là hay luôn. Rồi rồi chúng ta cùng xem tem ha. Thì đây là ABX 6SA, có màu rất là đẹp ha. Và cái hùng này nó mỏng là mọi người, thì em sẽ đo kích thước hùng cho mọi người nghe xem thử nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào đo cái kích thước thùng, có cái chiều ngang đó là bao nhiêu ha mọi người. Rồi chiều ngang của thùng đó là 8,3 cm. Đây, kích thước thùng 8,3 cm, rất là nhỏ gọn ha. Rồi chúng ta sẽ đi tới bảng cần ha. Bảng cần là 4.3 mọi người, bảng cần là 4.3 nha. Bảng cần là 4.3. Đó, ngăn số 1 bảng cần 4.3 nha. Rồi. Cái này thì em bán với giá là 3,5 triệu thôi. Cho quý cô chú anh chị mua về mình có giao lưu văn hóa văn nghệ, gia đình bạn bè mình chơi cây này thì nó quá tuyệt vời. Một cây Yamaha mà có thương hiệu nè, dán khuyết và EQ luôn mà giá chỉ có 3,5 triệu thôi. Rất là rẻ ha. Rồi thì Gia xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh YouTube Guitar Nhật Phan Gia và đã ủng hộ cho shop rất là nhiều. Hôm nay em thanh lý cái đàn này với giá 3,5 triệu cho anh chị nào có nhu cầu mà sở hữu một cây đàn dán khuyết acoustic có EQ mà lại có thương hiệu nữa. Đó thì đây là một cây đàn Yamaha dòng ABX. Có thể đi show luôn ha. Dòng này của mình có thể đi show thoải mái luôn, tại âm thanh nó cũng khá là tuyệt vời. Thì hôm nay thì em mong là quý cô chú anh chị nhanh tay gọi điện cho Gia để sở hữu cây đàn này nha. Rồi chỉ có 3,5 triệu thôi mọi người. Mọi người ủng hộ em nha. Rồi Gia xin chào và tạm biệt mọi người.